Chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế. Thị trường chứng khoán, ngoại tệ, ô tô và xe máy đang có nhiều biến động trước Tết Nguyên đán. Trước tình trạng cờ bạc cá độ tiền ảo tăng chóng mặt, ngân hàng nhà nước đã cảnh báo việc dùng thẻ ngân hàng trong các giao dịch trái pháp luật này. Nhịp sống kinh tế sẽ đề cập đến ngân hàng đang trả mức lãi suất cao nhất hiện nay và các tin tức thị trường. Theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán trong nước, chỉ số VN Index sẽ vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm và thậm chí VN Index có thể cán mốc 1.400 điểm. Kỳ vọng về việc nâng hạng thị trường mới nổi trong khoảng 2 năm tới cũng là yếu tố khiến dòng tiền đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Thống kê cho thấy, các thị trường chứng khoán thường tăng mạnh trước khi chính thức được nâng hạng. Sức tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua do nhiều yếu tố, lãi suất tiết kiệm giảm mạnh đã kéo dòng tiền dịch chuyển vào thị trường chứng khoán. Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước không chỉ giúp thị trường đứng vững trước áp lực bán dòng của khối ngoại mà còn đưa VN Index hướng về vùng đỉnh lịch sử 1.200 điểm. Ngoài ra, việc đồng đô la Mỹ suy yếu khiến dòng tiền đầu tư hướng tới các thị trường mới nổi, cận biên. Lãi suất ngân hàng tháng 1 năm 2021 vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Bốn ngân hàng nhà nước là Vietcombank, Viettinbank, BIDV và Agribank có mức lãi suất ổn định tương đương nhau, với mức lãi suất huy động cao nhất là 5,6% một năm và mức thấp nhất là 3,1% một năm. Riêng Vietcombank ở mức 3% một năm. Đối với khối ngân hàng thương mại cổ phần, tháng 1 năm 2021, ngân hàng đang huy động lãi suất cao nhất chính là Exim Bank với mức 8,40% một năm, áp dụng cho kỳ gửi 24 tháng. Những ngân hàng có mức lãi suất huy động cao là NCB 7,30% một năm, cho kỳ gửi từ 18 đến 24 tháng. SCB là 7,30% một năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng, với điều kiện phải gửi từ 500 tỷ đồng trở lên. Ocean Bank là 7,10% một năm, áp dụng cho kỳ gửi 18 đến 24 tháng. Viet Capital Bank là 7% một năm. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm vàng để các đại lý tranh thủ tăng doanh thu kiếm lời từ việc nâng giá bán các dòng xe bán chạy so với giá đề xuất của hãng. Đặc biệt, các mẫu xe được ưa chuộng như Honda SH phiên bản mới có mức tranh cao nhất lên tới gần 20 triệu đồng. Hiện nay, mẫu xe bị đội giá cao nhất toàn thị trường là Honda SH, giao động từ 105 đến 113 triệu đồng. Honda Vision bản 2021 vừa ra mắt tháng 12 năm 2020 cũng bị đội giá từ 2 đến 4 triệu đồng. Yamaha Exciter 155 cũng bị đội giá tới hơn 7 triệu đồng ngay khi mở bán, giao động từ 53 đến 57,5 triệu đồng tùy phiên bản. Cuối năm nhu cầu mua sắm xe tăng mạnh, nhiều đại lý tranh thủ tăng giá. Theo chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index đứng ở mức 90,07 điểm, tăng nhẹ, thoát khỏi mức đáy gần 3 năm khi các nhà giao dịch đồng euro chốt lời. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, đồng đô la Mỹ lại có xu hướng giảm giá tỷ giá trung tâm do ngân hàng nhà nước công bố là 23.121 đồng một đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với tuần trước. Còn tại các ngân hàng thương mại, giá đô la Mỹ cũng tiếp tục đi xuống. Vietcombank giảm 65 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, xuống 22.940 đến 23.150 đồng một đô la Mỹ. Tỷ giá euro tại các ngân hàng thương mại cũng có xu hướng giảm. Vietcombank giảm từ 25 đến 27 đồng, hiện giao dịch ở mức 27.521 đến 28.924 đồng một euro. Ngược lại trên thị trường tự do, giá euro tăng 50 đồng so với đầu tuần, lên 28.350 đến 28.450 đồng một euro. Nhằm kích cầu tiêu dùng, chính phủ đã ban hành nghị định 70 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước giảm 50% so với mức thu theo quy định. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, chính sách trên đã hết hiệu lực. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, lệ phí trước bạ đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước từ 9 chỗ ngồi trở xuống sẽ quay về mức 10%. Tuy nhiên, VinFast, Honda, Mercedes đã thông báo sẽ tiếp tục duy trì ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Hãng Mercedes sẽ kéo dài ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021. Honda City và CR-V sẽ vẫn được hỗ trợ mức giảm tiền mặt và phụ kiện tương đương với 50% lệ phí trước bạ. Thời gian áp dụng chương trình chưa được Honda công bố cụ thể. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 112/2020/TT-BTC hướng dẫn mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn ứng phó dịch bệnh Covid-19. Theo thông tư 112, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% trong thời gian 6 tháng từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2021. Theo thông tư 112, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu quy định tại thông tư số 59 năm 2019 của Bộ Tài chính. Mức giảm này thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi, mức lệ phí cấp thẻ căn cước gắn chip cho công dân được thu theo mức thông thường. Bộ Công an khuyến nghị các trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên, chưa được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng, mất, thì nên thực hiện ngay việc cấp mới, cấp đổi sang sử dụng căn cước công dân gắn chip. Nhằm thực hiện mục tiêu kép và đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản, thiết yếu của công dân, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thúc đẩy việc nối lại chuyến bay thương mại thường lệ tới các nước. Chỉ đạo này của Thủ tướng đã được Văn phòng Chính phủ gửi văn bản tới các bộ ngành và địa phương. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu thúc đẩy nối lại các chuyến bay thương mại tới các nước sau dịp Tết Nguyên đán. Trước mắt, do xuất hiện chủng mới của virus SARS-CoV-2 nên Thủ tướng yêu cầu hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên đán. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và các địa phương tăng cường chuẩn bị, kiểm tra các cơ sở cách ly, Viettravel Airlines chính thức công bố lịch các chặng bay charter đầu tiên từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với mức giá thấp nhất là 650.000 đồng một vé. Thời gian đầu, Viettravel Airlines sẽ khai thác lượng khách tour từ Viettravel và thị trường nội địa. Khi dịch bệnh được kiểm soát, hãng sẽ triển khai đường bay trong khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Các chặng bay Hà Nội Quy Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn và ngược lại được mở bán giá 650.000 đồng một vé giá bán 800.000 đồng một vé chặng Hà Nội Nha Trang và 900.000 đồng một vé với các trạng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Phú Quốc và chiều ngược lại. Giá vé trên đã bao gồm thuế phí và 7 kg hành lý sách tay, 20 kg hành lý ký gửi. Hình thức thuê bay nguyên chuyến charter không còn lạ lẫm trên thế giới, các hãng du lịch sẽ thuê bao chọn gói chuyến bay để tiếp cận giá vé máy bay rẻ. Tại Việt Nam, hình thức này lần đầu tiên được áp dụng. Tại chỉ thị 02 vừa được ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng ngăn chặn giao dịch thanh toán khống nhằm rút tiền mặt từ thẻ tín dụng cũng như các giao dịch thẻ không phù hợp quy định như cờ bạc, cá độ, kinh doanh ngoại hối. Ngoài ra, việc dùng thẻ để thanh toán cho hoạt động liên quan đến hoạt động trò chơi có thưởng, tiền ảo, tiền điện tử cũng bị cấm. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải nhận biết và xác minh thông tin khách hàng, đơn vị chấp nhận thẻ phát hiện các giao dịch đáng ngờ vi phạm pháp luật như cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán. Do tiền ảo gần đây tăng chóng mặt, các sàn chứng khoán quốc tế dù không được cấp phép cũng hoạt động rầm rộ và các giao dịch nạp rút tiền đều thông qua tài khoản ngân hàng, từ đó chuyển qua các ví điện tử được các sàn chỉ định để qua mặt các ngân hàng. Phần nội dung chuyển tiền đều núp bóng dưới một lý do khác. Do đó, ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng phải ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật này. Phát sóng lúc 17 giờ 50 từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình Nhân dân, nhịp sống kinh tế sẽ cập nhật những tin tức kinh tế thị trường đang chú ý trong tuần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.